tăng cường miễn dịch với lá chắn bảo vệ sức khỏe từ đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. Đây là loại dược liệu quý có chứa nhiều hoạt chất như codicepin và adenosine, giúp tăng sức đề kháng, nâng cao miễn dịch, cải thiện ho khó đờm, phòng bệnh đường hô hấp, ổn định đường huyết, bảo vệ tim mạch, làm chậm lão hóa, ngăn ngừa khối u. Từ tháng 4 tới tháng 6 hàng năm là mùa vụ khai thác đông trùng hạ thảo lớn nhất tại Tây Tạng, nên chất lượng rất tốt và giá thành vô cùng hợp lý. Quý khách có thể tham khảo và đặt hàng tại nhansamthinhphat.com hoặc liên hệ 0907799988.